Sang câu thứ hai, một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật: dạ thầy ơi, thầy cho con hỏi chút ạ. À, ghê quá. À, con thấy mọi người cúng gia tiên và cúng ngày giỗ thường làm cỗ mặn và hóa vàng mã nữa, thì hóa vàng mã nữa, vậy có nên làm vậy không ạ? À, con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. À, thì cái này gọi là cái phong tục tập quán của dân gian, của nhân dân chúng ta. Thì chúng ta biết là ngày giỗ, ngày Tết, ngày cúng, đặc biệt ngày cúng giỗ gia tiên, thì thường thường là người dân họ hay làm, họ ăn nào thì họ làm vậy. Họ hay làm gì? Tức là họ ăn mặn. Họ đã học Phật Pháp đâu. Cả nhà họ thì làm, họ con cháu thì làm mâm, trước tiên là mâm cỗ thịt con gà, hay là thậm chí có nhà làm sang họ thịt cả con lợn vân vân. Hoặc là họ ra chợ mua, họ làm một vài mâm cỗ, trước là cúng thần linh thổ địa gia tiên, sau là gì, hạ lộc, là con cháu cả nhà cả họ gì cùng thụ lộc, cùng ăn với nhau. Thì đấy là gì? Đấy là cái việc ở ngoài đời của họ. Ở đây thì Phật tử này, con thấy mọi người cúng gia tiên. Thế đây mọi người có nghĩa là rất nhiều người, rất nhiều tầng lớp nhân dân vân vân, thế này thế khác. Thì những cái người mà họ chưa theo Phật, chưa quy Tam Bảo, chưa phải là Phật tử thuần thành, thì họ làm những cái việc đó, đó là chuyện thường tình ở thế gian. Cho nên chúng ta mới gọi là chúng sinh. Chúng sinh là như thế. Chúng ta không thể gì đem lời dạy của Đức Phật hay đem giáo lý của Đức Phật áp dụng và bắt họ gì, ngày giỗ họ, ngày Tết bắt họ phải gì, phải làm cỗ chay để cúng gia tiên. Và chúng ta biết là thường thường những cái Phật, những cái gia đình có thể là Phật tử rồi nhưng mà chưa hiểu đạo một cách sâu sắc. Hoặc là trong gia đình có một hai người là Phật tử, còn rất nhiều người không phải Phật tử, họ ép. Họ có quyền hơn, có thế, có lực hơn ở trong gia đình, trong dòng họ, cho nên ép về gì, không được cúng cỗ chay trong ngày giỗ đó, ngày Tết đó, mà phải cúng mặn cho các cụ. Vì các cụ ngày xưa các cụ không tu, các cụ vẫn ăn mặn. Cho nên bây giờ thì họ lấy cái cớ đó họ bắt gì? Bắt chúng ta phải gì? Vẫn phải làm cỗ mặn. Và thường những nhà làm cỗ mặn để cúng ngày giỗ đó, ngày Tết đó, thì chúng ta thấy thường nó đi đôi với gì? Với làm vàng mã để hóa. Một tí vàng mã để dâng lên để hóa. Tí tiền vàng mã bằng đồ giấy đó, đồ giả đó, để hóa, gọi là cho các cụ gì? Cho các cụ một chút ngân xuyến để các cụ tiêu ở dưới quê âm. Quả thực là gì? Chúng ta hóa vàng mã là bên kia không có nhận được một chút nào cả. Quả thực không có nhận được, vì dưới quê âm họ có gì? Có cách quản lý tiền tệ quê âm. Nhưng mà đây chúng ta gì? Là thói quen. Là cái thói quen rồi thì chúng ta thấy giữa người sống chúng ta thấy an lòng. Và chúng ta nghĩ là đã cho ra tiền, chúng ta có tiền, có nhà, có cửa, có nhà lầu, xe hơi, có tiền vàng để ăn tiêu sủng sẻng dưới quê âm rồi. Cho nên chúng ta thấy yên tâm. Mỗi năm đến ngày giỗ thì cũng chuẩn bị gì? Mâm cơm thì cúng các cụ đã đành rồi, thì phải cho các cụ tí tiền, tí vàng nữa chứ, tí bạc nữa chứ, để các cụ gì? Tiêu ở dưới. Và đấy là những cái thói quen của dân gian, của những người chưa học Phật, hoặc là những người học Phật chưa đến nơi đến chốn. Còn đạo tràng chúng ta ở đây, đạo tràng Tịnh Tâu Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên và tất cả những nơi tôi trụ trì, thì cúng chúng sinh, có cúng chúng sinh, có cúng gì? Cầu siêu. Nhưng mà không có gì, không có cúng cỗ mặn và cũng không có cúng vàng mã bao giờ. Không có cúng tiền vàng bao giờ, đồ giấy, đồ giả bao giờ. Đó. Nhưng mà gì? Nhưng mà pháp hội vẫn cứ trang nghiêm, sự thành công, thành tựu vẫn cứ gì? Vẫn cứ viên mãn, mà thậm chí còn làm rất tốt trong vấn đề hoằng pháp ở khu vực phía Bắc trong mấy năm trở lại đây. Đó, cho nên cái này thì chúng ta thấy thì Phật tử này đưa câu hỏi này thì nói là trong ngày giỗ, ngày Tết vẫn thấy họ, vẫn thấy mọi người cúng gia tiên ngày giỗ bằng cỗ mặn và hóa vàng, vậy có nên làm hay không? Thì ở đây thì nếu mà là Phật tử thì quả thật chúng ta không nên làm. Nhưng chúng ta cũng không gì, là Phật tử chúng ta không làm thì thôi, thì tốt rồi. Nhưng chúng ta không nên, cũng không nên chỉ trích những người gì, họ hàng và làng xóm láng giềng của chúng ta, bạn bè của chúng ta, nếu họ chưa phải là Phật tử. Hoặc là Phật tử nhưng gì, có cái khó là gì, họ chưa thể nào mà lái được tất cả dòng họ, cũng như là vợ chồng con cái của họ phải gì? Phải cúng cỗ chay trong ngày giỗ, ngày Tết, và không được đốt vàng mã trong ngày giỗ, ngày Tết. Họ vẫn làm cái điều đó thì chúng ta thì thôi cứ hoan hỷ đi. Các cụ ngày xưa nói là gì? Gọi là giống ví như là chúng ta tu mà giống như là mắt không thấy, tai không nghe,
Vì chúng ta không giải quyết được vấn đề gì thì thôi đừng có gây thêm phiền phức là gì. Chúng ta miễn là gì? Chúng ta làm tốt cái bổn phận và trách nhiệm và ra cái việc ở trong gia đình của mình là được. Và chúng ta tu tâm dưỡng tính mình sao cho tốt là được. Cho nên trong luận Bảo Vương Tam Muội nói gì? Chớ nhìn lỗi người lại như thế. Luôn luôn chỉ nhìn lỗi gì? Lỗi của mình thôi. Chỉ nhìn lỗi của mình á để tu tập cho tốt thôi. Chỉ còn chúng ta bớt nhìn lỗi của người đi, nếu chúng ta cứ luôn luôn nhìn vào lỗi của người chúng ta sẽ bị phiền não đấy. Tự tâm chúng ta sẽ khởi phiền não. Chúng ta sẽ bị đau khổ khi gì? Khi chúng ta chưa buông được những cái thói hư tật xấu đó, chuyên đi nhìn lỗi của người. Đó, cái đây cũng là một điều Phật tử, những người tu tập chúng ta cầu sinh cực lạc, chúng ta hành giả tu tịnh độ cầu một đời vãng sinh, chúng ta phải tập buông xả dần dần cả những cái đó. Tôi ngày xưa rất chấp những điều đó, đặc biệt là khi còn đi học. Tôi mà thấy sư nào ăn thịt uống rượu qua tôi quay thường ra mặt. Thậm chí có tôi còn nói họ không ra cái gì nữa cơ. Nhưng bây giờ thì bình thường, rất bình thường. Bây giờ thì có thể tôi ngồi cùng mâm với các vị ấy, không sao. Các vị ăn thịt uống rượu, kệ các vị ăn. Còn tôi thì cứ gắp rau hoặc gắp gì, gắp đậu tôi ăn, không sao cả. Nhưng mà gì, 15-20 năm trước thì chắc chắn không bao giờ có chuyện đó với tôi. Vì sao? Vì ngày đó tôi chấp, tôi nghĩ là sư là phải gì, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, không gì, ăn thịt, uống rượu, không ăn ngũ tân, vân vân, đó mới là sư. Và gần như không bao giờ tôi ngồi chung với các vị đó. Ngồi với, đi đám, đi xá mà ngồi mâm nào mà gì, thấy các vị bưng đĩa thịt lên một cái tôi đứng dậy ngay. Đó là cách phản ứng của tôi ngày xưa, là nói gì? Nó phải nói là mình có thể gọi là hơi thái quá như vậy. Và khiến cho một số các quý thầy đó không bằng lòng. Và họ nói mình cũng, họ quay lại họ cũng đằng sau họ thì có không hoan hỉ gì mình. Và họ nói mình cũng chả ra cái gì cả. Và kết quả là gì? Mình nghe thấy là mình gì? Mình bị phiền não. Nhưng bây giờ thì khác rồi. 15-20 năm sau vẫn là tôi, vẫn là con người ấy. Nhưng mà cách nhìn nhận của tôi bây giờ thì khác. Mình vẫn giữ cho bản thân mình gì chặt chẽ. Nhưng mà với người xung quanh mình không chỉ trích, không nhìn lỗi của họ nữa, không nhìn thấy lỗi của họ nữa. Và Ngài Tịnh Không nói là gì? Mình cứ coi họ như là Bồ Tát, còn ta như là gì? Là một chúng sinh đang cầu đạo. Thì chúng ta thấy an vui hơn, thấy khỏe hơn, thấy tốt hơn. Chứ chúng ta thấy chúng ta như Bồ Tát và thấy họ như chúng sinh là nguy hiểm. Đó, đấy, nghe nguy hiểm. Cho nên bây giờ, đây vừa cách đây khoảng độ mấy tuần trước, tôi có công việc đi ngồi ăn cơm với bạn bè, các thầy vẫn ăn bình thường. Nhưng tôi thì cứ đĩa rau là tôi gắp thôi, vẫn ngồi vẫn ăn, nói chuyện bình thường. Và sau đó thì mọi người vui vẻ với nhau, không ảnh hưởng gì cả. Đó, điều quan trọng này. Đấy, tu thì khi chúng ta tu đến một cái mức nào đó thì chúng ta sẽ phải gì? Phải buông xả được tất cả những cái sự kiến chấp về mắt thấy tai nghe mũi ngửi mùi vân vân đó. Chúng ta buông xả nhưng không được phóng túng nhé. Đấy, tôi nói buông xả để chúng ta không chấp thôi, chứ chúng ta không được buông lung, không được phóng túng gì, để lại gì, lại giống như người đó chúng ta lại ăn uống với họ như vậy là không được. Bao nhiêu năm tu hành giữ giới mà chỉ cần chúng ta buông lung phóng túng mà gì, chúng ta thấy là gì? Họ làm được, họ ăn được thì chúng ta cũng ăn, có tội gì đâu, như thế là hỏng rồi. Đó, cho nên đấy là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Các Phật tử chúng ta gì nên nhớ cái điều đó.